họ thì ông mời, còn mình lại đây mà mình mời khách, mình là khách mà bây giờ mình mà lại mời coi như là chủ nhà dòng họ của người ta là sao? Phải không mấy chị? Vỗ tay vỗ đi. Thì trong gia đình người ta mời là đúng rồi, mà mình là khách. Bây giờ trong khi đó chẳng lẽ bây giờ tôi khách lại tôi mời coi như là trong dòng họ thân tộc của chủ gia đình, thì cái chỗ này coi như là nó không hợp lệ. Chỉ vậy thôi. Vậy thì bây giờ cúng đất đai á, thì bây giờ đó là chúng tôi nói tóm lại là theo tục lệ chứ không phải theo tôn giáo. Còn mình là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta theo tôn giáo, đám dỗ theo tôn giáo chứ không phải theo tục lệ. Mà nếu đã có như vậy thì bây giờ coi như là trong gia đình đó là mâm cúng mâm kiến gì đó là tùy theo gia đình người ta nguyện giá hay sao vậy. Rồi mình bây giờ trong khi đó không nên coi như là có một cái bài giá gì mà trong khi đó là kêu đồng đạo mình hướng về cái bàn đất đai. Đã trình bày giải ý nghĩa và bốn câu giảng. Kính thưa quý vị, đề tài tịnh độ là một pháp môn trong những pháp môn nhiều pháp môn tu tập. Tuy nhiên chương trình nghe vắng thì chúng tôi chỉ đại khái sơ nét qua thôi, thì mong quý vị cũng qua nghỉ. Để tiếp tục chương trình nghe vắng hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo Bòn. Chỉ đến nay có những câu hỏi qua chúng tôi trong cái chương trình trao đổi hôm nay, xin trân trọng kính mời. Rồi mình hỏi với coi có ai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chú Tư Phương, kính thưa tùng toàn thể cô bác anh chị đồng đạo thân kính. Nhân hôm nay là vào ngày đám giỗ hàng niên của người thân của chú Chính, cũng có nhân viên gặp chú Tư, em cháu cũng có về câu hỏi hỏi chú Tư. Và hôm nay thì đám ngày lễ giỗ thì cũng con hỏi câu hỏi liên quan đến lễ giỗ cúng kiến. Thì có hai con hỏi Tư là con cũng từng đi đó đây, cũng dự nhìn mà cái đám giỗ của đồng đạo, có những nhà đồng đạo thì có cúng hai mâm kiến, nhà những đồng đạo không cúng hai mâm kiến. Nhưng mà con được biết trong điều thứ năm của thầy nói là ta không nên sát sanh hạ vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội của ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạt ăn đồ cúng kiến mà là hấp bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen chứ như hại ta. Vì con xin hỏi Tư là mình cúng có được ích lợi gì và có hại gì không? Đó là cái đề tài thứ nhất, con xin hỏi hai đề tài như thế này. Và đề tài thứ hai là con xin hỏi bốn câu, là thầy dạy là đại đạo giáo dân dân bất tri, khai năng bạch pháp đại hà thi, công danh phú quý chung quần mộng, kỳ cá nguyên quy thố nhất kỳ. A Di Đà Phật. Xin mời chú Tư. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chặn phá tay được chưa quý vị? Đồng đạo nêu lên một lượt hai cái đề tài luôn rồi, quý vị mình khỏi hỏi thêm ha. Đồng đạo mới nêu lên hỏi cái đề tài thứ nhất là ý, chứ không có đưa lên câu giảng. Là cái ý đó là cái phần đông tục lệ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta có hai cái mâm kiến. Mà trong hôm nay là cái ngày tục lệ chánh lễ kỷ niệm, vậy thì bây giờ trong hai mâm kiến cúng đó, như vậy thì bây giờ trong đó coi như là nó có phù hợp với tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy không, và trong khi đó cái gì là nó có lợi gì không, và ví dụ như mình không cúng nó có không có lợi gì không. Đây là đồng đạo hộ ý nha, là buộc lòng chúng tôi coi như là phải trình bày cùng với quý vị qua cái nội dung chính. Thưa chị quý vị, thưa cô bác và tất cả chị đồng đạo, hôm nay chúng tôi trình bày cùng với quý vị, rồi chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời cùng với quý vị để tham khảo qua cái nội dung mà chúng tôi trình bày để mà thỉnh ý chung nha. Rồi sau khi đó quý vị mình có ý kiến nha. Bây giờ cái tục lệ thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá làm cho đạo đức suy đồi. Vậy thì Đức Thầy cho phép nha, cho phép chúng ta giữ những tục lệ chân chánh. Tục lệ nào chân chánh thì giữ. Vậy thì bây giờ cái tục lệ cúng đất đai này nè, là cái tục lệ này Đức Thầy không có đề cập đến tôn chỉ, là trong khi đó Đức Thầy không có bảo mình phải cúng. Nhưng mà bây giờ ngược lại, cái tục lệ này Đức Thầy cũng không bảo, không có cấm mình. Phải không chứ đồng đạo, đâu có cấm, không có cấm. Vậy thì bây giờ tục lệ này coi như là vẫn cúng được, chứ không phải là cúng không được. Vậy thì bây giờ trong đó là cái đám giỗ chúng tôi xin nêu lên hai phần. Một là ngày cúng giỗ là ngày cúng theo tục lệ truyền thống. Hai, ngày cúng giỗ là ngày thuộc về cúng theo tôn giáo, tổ chức theo tôn giáo.
Vậy thì bây giờ chúng tôi xin bàn hai mục này để mà quý vị mình nắm bắt được ý này cô bác anh em chị đồng đạo. Nếu như chúng ta cúng theo tục lệ truyền thống ông bà mà Đức Thầy nó giữ những tục lệ chân chánh là cái chỗ này Đức Thầy không có câm, là chúng ta cúng được chứ bình thường đâu có gì đâu. Nhưng mà giữ theo cái tục lệ đó là trong gia đình của mình, trong gia phả của mình, là con, là cháu, là dòng họ, chúng ta coi như là nấu mâm cơm cúng rồi kiến, đúng không? Cúng rồi kiến là trong gia đình của mình. Mình nguyện giái nơi sao giái tả hữu thần quang bốn cảnh đất đai viên trạch, tả hữu thần quang, thần quang bốn cảnh, chú ăn chú ở gì đó. Trong khi đó mình cúng sao đó, cúng là trong gia đình của mình cúng, đây là tục lệ mà. Vậy thì bây giờ trong đấy là nếu như chúng ta cúng tục lệ này không có sai, không có sai, tất nhiên là Đức Thầy vẫn cho chúng ta, cái nhà học có cấm cái vấn đề này, cúng tục lệ vẫn được. Nhưng trong gia đình của mình, con là cháu là dòng họ của mình, vô cúng đi ha. Vô cúng nguyện giái sao đó thì giái, cái chuyện đó là tục lệ mà, cúng theo tục lệ. Rồi bây giờ bước thứ hai, bước thứ hai là đám giỗ tổ chức theo tôn giáo giống như gia đình của đồng đạo chính hôm nay, là có mời đồng đạo đến nghe. Mời đồng đạo đến rất đông này, đâu phải là cúng theo tục lệ mà cúng theo tôn giáo mà. Mà đã là theo tôn giáo là mời đồng đạo đến đây để làm chi? Để trong khi đó thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ hương linh người qua giảng được nương vào công đức lành của quý vị mà được nhẹ tách đường duyên nhiều được sanh sang qua cầu Phật, là tổ chức cầu nguyện, đúng không? Cầu nguyện cho người chết, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ. Vậy thì đồng đạo đến đây có cái bổn phận theo cái tôn giáo tổ chức ngày chánh lễ kỷ niệm là chỉ cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và vong linh người quá cố thôi. Vậy thì bây giờ trong tôn chỉ của Đức Thầy không có nói vấn đề mà cúng đất đai. Mà bây giờ nếu ra y cứ theo tôn chỉ đó thì bây giờ cúng đất đai viên trạch tới hen là mâm kiến này đó thì không có nằm trong cái tôn chỉ của Đức Thầy. Mà y cứ theo tôn chỉ của Đức Thầy, tất nhiên là trong khi đó chúng ta là bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật phải do sự thành tâm và đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho người chết được siêu sinh nơi cõi thọ này có. Cái nào có thì mình chúng ta làm, còn cái không có thì bây giờ là không có làm. Và hơn nữa thì bây giờ hai cái này song song, tất nhiên là nếu như trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này nếu có cúng đất đai vẫn được, nhưng mà trong gia phả dòng họ con cháu nguyện giái sao đó giái. Đừng có ông sướng ngôn mà dẫn lên cái chương trình. Bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể đồng đạo hướng về bàn đất đai mâm cúng mâm kiến để mà nguyện giái. Rồi bây giờ tôi đặt ví dụ thứ hai, bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi có lý không. Mình mới cung thỉnh cửu quyền thất tổ nội ngoại tương tề hương linh người quá giảng về cảm ứng chứng minh thọ thực, là trong hàng cửu quyền mình có cô bác rồi, có dòng họ mình rồi, mình mới giái cúng xong đây, bắt đầu ở đây mình giái cô bác nữa là sao, là có dư không? Mới giái xong rồi, rồi bây giờ mình giái nữa. Rồi bây giờ cái ý niệm thứ hai nữa đó, ví dụ như bây giờ là quý cô mình phải không, là khách, quý anh mình cũng là khách phải không, dòng họ của ông chính trong gia đình này là bà con dòng họ thì ông mời, còn mình lại đây mà mình mời khách, mình là khách mà bây giờ mình mà lại mời coi như là chủ nhà dòng họ của người ta là sao, phải không mấy chị? Vỗ tay vỗ đi. Thì trong gia đình người ta mời là đúng rồi, mà mình là khách. Bây giờ trong khi đó chẳng lẽ bây giờ tôi khách lại tôi mời coi như là trong dòng họ thân tộc của chủ gia đình thì cái chỗ này coi như là nó không hợp lệ, chỉ vậy thôi. Vậy thì bây giờ cúng đất đai á, thì bây giờ đó là chúng tôi nói tóm lại là theo tục lệ chứ không phải theo tôn giáo. Còn mình là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta theo tôn giáo, đám giỗ theo tôn giáo chứ không phải theo tục lệ. Mà nếu đã có như vậy thì bây giờ coi như là trong gia đình đó là mâm cúng mâm kiến gì đó là tùy theo gia đình người ta nguyện giái sao giái. Rồi mình bây giờ trong khi đó không nên coi như là có một cái bài giái gì mà trong khi đó là kêu đồng đạo mình hướng về cái bàn đất đai mâm cúng mâm kiến. Rồi coi như là cái cụ thể thứ ba nữa, bây giờ ví dụ như bài cúng cơm và cái bài nguyện của mình trong hàng ngày là những bài đó là có Đức Thầy soạn ra và một ông Phật đã lập trình cho mình thấy nương vào trong bài nguyện đó mình cúng. Rồi bây giờ tao hỏi quý vị, bây giờ cái bài cúng đất đai này ai soạn ra? Hả? Ai soạn ra? Có phải đồng đạo của mình mỗi ông soạn bài, mỗi ông soạn bài không? Ví dụ bây giờ coi như là cái mà cái ông Cường ông soạn đăng cái bài ông đọc.
rồi quý vị coi như là đọc theo ông Cường, đó là theo ông Cường chứ theo ông Phật đâu, phải không? Rồi bây giờ quý vị bây giờ ở đây đại diện với Quân Giang đây, bây giờ nó soạn ra cái bài cúng đất đai, nó cũng soạn theo kiểu của nó, rồi nó đọc nữa, bắt đầu cái đọc theo nó nữa là theo ông Giang chứ đâu theo thầy đâu. Rồi 10 ông có 10 bài, 20 ông chỉ có 20 bài, mỗi ông bài khác nhau khác nhau trơn trời. Rồi vậy bây giờ tôi hỏi quý vị theo tôn chỉ, theo thầy hay là theo cái ông xứng ngôn nha? Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta thống nhất, tất nhiên là những cái bài nào Đức Thầy có cho chúng ta cái bài nguyện là chúng ta nguyện vậy nó đúng. Còn bây giờ những cái bài nguyện cái ông đó ông tự soạn ra, có nhầm ông soạn dài sọc luôn mà Đức coi như là đọc hoài luôn, rồi mình cũng đọc theo nữa cô bác. Nhưng đó, vậy bây giờ trong khi đó là ở đây nó không có phù hợp, phải không? Vậy thì bây giờ xin trả lời mau cho đồng đạo, coi như là vấn đề cúng đất đai viên trạch thần hoàng bốn cảnh vậy, trong khi đó gia đình ta cúng sao ta cũng đó là theo tục lệ, cái chuyện đó là Đức Thầy không có cấm. Tục lễ mà không có cấm thôi, nhưng mà nếu mà căn cứ vào trong tôn chỉ là không có, phải không? Nếu không có thì bây giờ chúng ta làm đó để làm, chúng ta làm ngoài tôn chỉ, cô bác anh em trong đạo. Thôi thì bây giờ đại cương diễn hay nghi vấn mà ha, chương trình gọn gọn vậy thôi, để chúng ta cởi mở cái điều đó vậy thôi cô bác anh em trong đạo. Thôi chứ quý vị, bây giờ đến cái tiết mục thứ hai, tất nhiên câu hỏi thứ hai mà được đồng đạo nêu lên đó là qua bốn câu giảng của Đức Thầy là liên tục luôn. Tất nhiên là bốn câu giảng đó là đại đạo giáo dân dân bất tri, và khai năng bạch phát đại hà thi công danh phú quý chung quần mộng kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Câu nho cũng hơi khó hơn mấy anh, nhưng mà bây giờ coi như là chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng với quý vị coi như là để tham khảo qua bốn câu thơ, mà bốn câu này hàm ý chữ nho nó nhiều của bác anh em dùng đạo. Vậy thì chúng tôi xin hỏi cùng tất cả chư quý vị đó, bây giờ trong bốn câu đó là thơ này có nằm trong cuốn giáo lý không cô bác anh em dùng đạo? Có không? Nằm trong cuốn giáo lý thật sự là có, nhưng mà không nằm trong coi như là những cái tác phẩm mà Đức Thầy viết từ năm 1939 đến năm 1947 đó, là hoàn toàn không có trong cái thi văn đó, mà nó chỉ nằm ngoài cái bài phụ lục. Tất nhiên là những cái bài mà sáng tác đó, là Đức Thầy đó mà trong đồng đạo ban tu thư ban hoằng pháp không biết viết vào ngày nào tháng nào năm nào, cho nên Đức Thầy mới để cái khúc sau gọi là phụ lục. Mà phụ lục đó tất nhiên là qua cái bài này, tất nhiên đại đạo giáo dân dân bất tri khai năng bạch phát đại hà thi công danh phú quý chung quần mộng kỳ cáo miên quy thố nhất kỳ là cái tựa nó gọi là không không, nằm trong bài phụ lục chứ không phải nằm trong sấm giảng thi văn giáo lý. Vậy thì bây giờ quý vị mình về có nghiên cứu, quý vị mình tìm hiểu bốn câu này nó nằm ở ngoài phụ lục cô bác anh em chưa đọc. Rồi bây giờ coi như là đồng đạo mới nêu lên hỏi đại đạo giáo dân dân bất tri đó là sao? Nói cô bác anh em dùng đạo, đại đạo giáo dân dân bất tri là giáo lý của Đức Thầy, đây là đại đạo. Mà đại đạo này là Đức Thầy dân sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm tu luyện, và sau khi đắc đạo được cái quả gì gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, và ngài coi như là lăn bánh xe pháp suốt 49 năm. Và cái nền đại đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được lưu truyền mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại, đó là nền đại đạo lưu thông khắp cả. Tất nhiên đây là đại đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à, thấy không? Nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thiết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận, là đại đạo của Đức Phật. Rồi hôm nay Đức Thầy dân sắc lệnh của Đức Phật, ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sắc phàm, dình đạo Thích Ca. Cho nên hôm nay coi như là cái đại đạo này coi như là được Đức Thầy thừa truyền, mà Đức Thầy mới cho chúng ta biết là biết làm sao à, biết làm sao coi như là gieo cái gì à, không đại đạo mà đốt từ bi gọi khắp cả nhân gian, nghe không? Bể trầm lưng khô cạn, sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh, nghe không? Thưa cô bác anh em chân đạo, vậy thì bây giờ cái đại đạo hôm nay của Đức Thầy mà được truyền bá coi như là khắp cả các nơi, đó là coi như là giáo lý của Đức Thầy. Vậy thì bây giờ qua câu này á, là đại đạo giáo dân là Đức Thầy đem cái đạo là chân lý của Đức Phật, nền chân lý của Đức Thầy để đem mà dạy cho khắp cả các chúng sanh nên gọi là giáo dân. Nhưng mà dân bất tri, cô bác anh em dùng đạo, mà cái con người chúng ta không hiểu, mà cái người nào không hiểu thôi nói mau đi, cái người mà không hiểu qua lời giáo huấn của Đức Thầy là người đó Đức Thầy cho chúng ta biết là vô duyên, khó biết lời Thầy nói xa. Và những người vô duyên tất nhiên là không có duyên với Thầy, mà đã là không có duyên với Thầy thì bây giờ Đức Thầy nói không có hiểu, chỉ vậy thôi.
Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết nghe kệ sám như ru giấc mộng. Nghe qua lời giáo lý Đức Thầy như ru giấc mộng vậy. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là kệ khuyên trần như nước đổ lá môn. Cái hạng này không duyên nè, bất tri nè, không biết nè, không. Cho nên kệ khuyên trần như nước đổ lá môn, tất nhiên là nước đổ rớt hết, không có dính được vào trong cái chỗ nào hết. Nên kệ khuyên trần như nước đổ lá môn. Rồi bây giờ coi như là cái dạng này là Đức Thầy nói là đại đạo giáo dân dân bất tri. Quý vị được biết lúc Đức Thầy ra đời năm 1939 đó nghe, là lúc đó Đức Thầy thuyết pháp hàng ngày từ 7 giờ đến 9 giờ ở tại tổ đình. Vậy đó mà trong đó đó hen là trên 25 triệu dân mà nghe coi như là giáo lý Đức Thầy quy y, coi như là được có 2 coi như là triệu mấy. Rồi trong cái số coi như là 20 mấy triệu còn lại đó là bất tri, cô bác anh em chứ không đạo. Bất tri tất nhiên là không biết, mà đã có biết tất nhiên là giác ngộ tốt rồi. Bây giờ để trở lại mình đây, đồng đạo mình ngồi đây là tri chứ không phải bất tri. Mà mình tri tất nhiên là mình biết lời thầy, mà thầy cho chúng ta biết đó là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước là thiện duyên hữu phần, là mình có duyên cho nên mình mới gặp Đức Thầy, cứ như là nghe qua cái tù tất nhiên là có duyên. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ đại đạo giáo dân dân bất tri là Đức Thầy than lên là đem cái đạo để mà dạy cho tất cả các chúng sanh mà chúng sanh không hiểu, mà chẳng những không hiểu mà lại còn chê chích Đức Thầy nữa. Cô bác anh em chung đạo, ví dụ bây giờ Đức Thầy nói qua thiên cơ mà không hiểu thì thôi, mà lại còn chỉ chích chê bai, không nói bây giờ đâu đây mà có hầm beo khéo bài bá láp mà nghe theo có làm gì, không chịu nghe. Cô bác anh em chung đạo. Rồi Đức Thầy coi như là hút thuốc độ đời, chỉ bệnh độ đời cho đã đời, bắt đầu có duyên có hộ nghe luôn, tới lui bù thuốc bộn bề, cái chân rời khỏi cửa, cái ra về phụi ân, không chịu nghe, phải không? Rồi Đức Thầy giả cho mình niệm Phật đặng mà mình coi như là hết bệnh hết khổ. Vậy mà trong thời gian niệm Phật rồi, trong khi không hết bệnh được cũng trách thầy nữa, phải không? Nghinh ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha, chẳng kể gió lừa ngổ ngang. Ngày nay mới đến Phật đàn niệm một tiếng Phật, cái đòi an bệnh liền, chậm lạnh cái chê Phật ngáo tiếng, không? Rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình, không? Vậy thì bây giờ trong cái đó Đức Thầy dùng đủ cách hết trên, dùng quyền diệu cái tiếng gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị trong quan thậm thiết. Còn dưới tất nhiên là trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo, quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, mà cũng không nghe nữa. Cô bác anh em trong đạo, cái dạng này là đại đạo giáo dân dân bất tri à, dạy dân mà dân không nghe còn sao giờ. Cho nên bây giờ không nghe rồi, coi như là trong khi đó lại xiểm dèm mà coi như là chê bai đủ thứ. Cô bác anh em chân đạo, kẻ lại coi như là chửi thề mà nói lão kiếm cơm nữa. Cô bác anh em chân đạo, nói bằng cách mặn như vậy đâu phải là vừa đâu, không? Đó là đại đạo giáo dân dân bất tri. Qua câu thứ hai, khai năng bạch phát đãi hà thi. Khai là mở, khai coi như là để mà coi như là dẫn lối cho tất cả các chúng sanh để tu, nên gọi là khai. Mà ở đây Đức Thầy nói là khai năng, chữ năng là hay, là khá, là tốt, là đúng, cô bác anh em trong đạo. Vậy khai năng tất nhiên là giáo lý của Đức Thầy rất sâu màu, nên Đức Thầy coi như là ra đời để khai, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, là Đức Thầy khai, là mở ra coi như là cho chúng sanh thấy xưa nay đạo hạnh quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Đạo mở cửa bài câu minh một là khai, không? Đạo mở cửa bài câu minh một nước ma ha tưới tắt lòng phàm, khai. Đó là khai năng. Nhưng mà khai năng là những cái lời lẽ rất hay, rất như là màu diệu mà của Đức Thầy khai cho chúng sanh biết, đó là khai năng. Nhưng mà khai năng bạch phát đãi hạ thi. Bạch phát đó là gì? Bạch tức nghĩa là trắng, mà phát đó là tóc. Bạch phát tức là tóc trắng. Vậy là tóc trắng tất nhiên là cái tóc này coi như là cái người già mới có tóc trắng, phải không mấy cô mấy chị? Cái người nào lớn tuổi coi như là mới có tóc trắng. Vậy bây giờ cái người mà tóc trắng tất nhiên là cái người lớn tuổi, cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà Đức Thầy nói qua ba chữ sau, đãi hà thi. Đãi là đợi, mà hà thi tất nhiên là hà là nào, là sao, là đâu, là gì, là thi là làm, là chừng nào mới làm, đợi chừng nào tóc trắng mới làm hay sao đấy, cô bác anh em trong đạo. Đức Thầy ra đời dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh vậy đó, mà trong khi đó nó thôi bây giờ tôi chưa có già, không, tôi chưa có làm được, đợi chừng nào lớn tuổi rồi tôi giao cho con, tôi giao cho dâu tôi, rồi giao cho rể tôi, giao cho như là con cháu tôi rồi tôi rảnh được đó hen, là tôi đi làm từ thiện, tôi đi làm xã hội,
tôi đi làm việc Phật sự, tôi đi niệm Phật là đợi cho nó già rồi tôi mới rảnh được. Nhưng mà trẻ bảo tu thì hẹn trời có tuổi, mà già nói rằng chưa rỗi để tu, mà hết sinh rồi lại đến thu cái lần lửa mãi khi già quách quang. Nên Đức Thầy mới than qua câu này là khai năng bạch phát. Tất nhiên là Đức Thầy khai qua coi như là giáo lý niệm màu. Mà bây giờ chúng ta đợi coi như là già để mà tu không? Bạch phát là cái tóc trắng mới chịu tu, phải không? Cô bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà chúng ta cứ lần lửa mãi nên là cái vô thường nó tới, mà không biết chừng nào nó tới, chúng ta giờ nào. Nên Đức Thầy mới nói là đãi hà thi, đợi chừng nào chúng ta mới làm. Khuyên mình niệm Phật mà mình cũng không niệm Phật. Khuyên mình làm từ thiện, làm xã hội mà mình cũng chưa làm. Đức Thầy mới hỏi một câu này dễ chứ, đợi chừng nào mới làm, thấy không? Cho nên khuyên niệm Phật thì than rằng chưa rảnh, là đợi chừng nào mới niệm Phật, thấy không? Lúc bắt hồn mất diệt cũng đi. Vậy thì bây giờ trong khi đó là khuyên niệm Phật cũng nói không rảnh, mà khuyên làm từ thiện cũng nói không rảnh. Đợi chừng nào tôi già tôi mới làm được. Nhưng mà tới chừng già rồi, trong khi đó chúng ta coi như làm sao mà chúng ta tu kịp, cô bác anh em chừng đạo, phải vậy không? Cho nên cái vô thường của chúng ta đó nó rất mau lắm. Cho nên là chúng ta coi như là phải tu làm sao cho nó kịp, đừng đợi cái lúc cái tuổi già mới niệm Phật. Mồ quan tuổi trẻ thấy đông người rồi nghe. Đó là qua câu thứ hai là khai năng bạch phát đãi hà thi, đợi chừng nào chúng ta mới làm. Qua câu thứ ba đó là công danh phú quý chung quần mộng, là cái công danh sự nghiệp của chúng ta đang sống trên thế gian này, đang làm đây, là coi như là chúng ta thi di tạo tác của cải tài sản vật chất, ruộng vườn nhà cửa xe cộ, đó là công danh sự nghiệp, đúng không? Công danh sự nghiệp. Vậy thì công danh sự nghiệp là mà Đức Thầy cho chúng ta biết cái công danh phú quý đó như quần mộng, là chung quần mộng, là cuối cùng rồi là như giấc mộng, không có gì thật hết, có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói đây, Đức Thầy mới cho chúng ta biết công danh phú quý chung quần mộng, thoảng qua mùi diệu khô trương, kêu dân mau tỉnh trong trường mộng sưng, là chúng ta sống trong giấc mộng không à, không có gì thật. Nào của cải tài sản vật chất, của cải coi như là xe cộ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dư môn, mà dứt thở rồi thì giảng sử điều buôn thân, khi mất sự đời cũng mất, mà thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Mà kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dư muôn, mà dứt thở rồi dạng sự điều buông, có phải là giấc mộng không? Thì qua câu này Đức Thầy nói là công danh phú quý chung quần mộng, là cái công danh sự nghiệp và cái giàu sang của chúng ta nó là cuối cùng cũng như giấc mộng, không có gì thật hết. Và cái giấc mộng khi chúng ta nó bừng tỉnh rồi, tức nghĩa là không có cái gì là cái của mình hết, cô bác anh em trường đạo, phải không? Thương bấy người đời không dẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không, chăm khéo chăm khôn toàn giả dối, ngàn mua ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không, cô bác anh em chưa đồng đạo, nhắm mắt hai tay cũng phủi không, có gì cái của mình đâu, không có cái gì cái của mình. Đó là công danh phú quý chung quần mộng. Vậy thì bây giờ cái cuối cùng của mình là còn cái gì? Quý chị mình còn cái gì? Là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đúng không? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rời hầu non, chỉ có tội phước hơi còn đến nơi thẩm phán cửa sông chim đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rời, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thê, chừng đó mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán, là chúng ta chỉ còn có cái tội chứ cái phước không còn cái gì hết. Vậy thì bây giờ công danh phú quý chung quần mộng là công danh phú quý giàu sang, rốt cuộc rồi chúng ta cũng giống như giấc mộng thôi, không có gì thật hết. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là hãy cố gắng bừng tỉnh dậy mới biết đời là mộng. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, bồi đắp lại cuộc đời xây đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành như sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh ấp xương khô, miếng đỉnh chung xô xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng phải trở về nơi cát bụi, không có gì thật hết. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải là tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chi cho nát thân tâm, phải can đảm nhận đời lầm, quyết bừng tỉnh dậy để kiếm tầm đường tu đạo, mới giải được câu đời tạm, đời còn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu, thân đã giả vật nào phải thật, người luống công giành vật đeo mang, hơi tàn mọi vật đều tàn,
dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Cho nên cái hơi mình tàn rồi, tất cả các gì có như là cũng tàn hết. Dù có như là nhà cửa lầu đài muôn vọng, đến chết rồi cũng nắm tay không, không đem một cắt một đồng, chỉ đem tội khước trong lòng mà thôi, không có đem gì hơn. Vậy thì bây giờ xác thân nhất định phải sinh, cổ tiền nhất định phải bỏ mình ra đi, không có cái gì là của mình hết. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là đồng đạo, coi như là tất cả chứ quý vị cùng với chúng tôi đang tham khảo qua cái câu công danh phú quý chung vần mộng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng để mà vượt qua cảnh mộng này của bác anh em trong đạo. Rồi bây giờ còn câu thứ tư. Câu thứ tư là kỳ cá miên quy thố nhất kỳ. Mà câu này coi như là nho, nhưng mà chúng tôi sẽ bạch như là giải cùng với quý vị mình, coi như là để mà tìm qua cái ý coi như là cái câu thứ tư này nha. Kỳ cá tất nhiên là chỉ có một lần, miên quy lâu lắm mới có trở lại, thố nhất kỳ là chỉ có một lần thi thố này thôi. Đó là đại khái của cái câu văn. Vậy là kỳ cá tất nhiên là còn có một lần này nữa thôi, không còn lần nào nữa trơn trời, có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết kỳ này là kỳ chót rồi, không? Lần thứ chót gọi lời kêu thúc Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng, đây là kỳ cá. Là cá có nghĩa là lẻ loi, là một lần. Kỳ cá có nghĩa là có một lần này nữa thôi. Vậy thì bây giờ Đức Thầy Lâm Phàm coi như là trải qua coi như là năm cái thời kỳ quá thân chuyển kiếp. Là năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An ra đời, đến năm 1856, 7 năm như vậy tịch diệt, không? Rồi tiếp nối theo coi như là Đức Phật Trùm, mà coi như là ra đời năm 1868 đến năm 1875, là hai cái thời kỳ. Hai thời kỳ rồi. Đến thời kỳ thứ ba là Đức Bổn Sư ra đời năm 1879 đến năm 1890, 12 năm nữa là thời kỳ thứ ba. Rồi bây giờ ông sư giải Bán Khoai mới xuất hiện ở tại kinh Vĩnh Tế năm 1901, năm 1902, năm Nhâm Dần, năm Tân Mão là bốn thời kỳ. Rồi bây giờ đến năm 1939 đến năm 1947 là Đức Thầy ra đời, này là kỳ thứ năm, không? Là năm thời kỳ. Mà bây giờ cái lần này Đức Thầy nói là kỳ cá, là lần này là chỉ còn một lần này nữa thôi, không còn lần nào nữa, cô bác anh em trong đạo. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết lần thứ chót gọi lời kêu thúc Thầy nhắc cho bổn đạo gọi lầm. Hoặc giả là kiếp chót này đây, há lại tiết chi sát thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân, cùng ủng hộ chở che cho sát phàm bất nội cực hình, đây là kỳ cá. Là lần này là lần cuối cùng rồi. Mình đừng có nghĩ rằng giống như thi bằng lái, như là thi như là bằng lái xe, tháng này thi không được, tháng tới nghe đồng cường, rồi năm nay thi không được, năm tới nghe. Là chúng ta cứ nghĩ vậy là ông Phật này, trong khi đó coi như là coi như Đức Thầy lần này coi như là sao chắc có ông Phật nào ra đời nữa đâu mà chúng ta tu tiếp tục nữa nghe. Là chúng ta coi như là bỏ hút qua là nguy hiểm đó cô bác anh em trong đạo, đó là kỳ cá. Rồi bây giờ miên quy đó là sao? Chữ miên là lâu dài, mà quy đó là trở lại. Vậy là miên quy là lâu lắm mới trở lại chứ không phải là một lần. Vậy là lâu lắm là bao nhiêu năm cô bác anh em trong đạo? Cái lâu này Đức Thầy cho chúng ta biết là 10.800 năm chứ không phải là mau. Vậy thì bây giờ Hạ Quân sắc lệnh khai kỳ Long Hoa là 10.800 năm như vậy đó. Vậy bây giờ nếu như chúng ta không tu, là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hạ. Mà linh hồn chìm đắm chốn nơi hạ là làm bùn, làm nước, làm cây đá trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta không tu, là cái thân xác chúng ta là linh hồn, là chúng ta phải đọa. Mà phải đọa là gian tà hồn xác cũng tiêu, hồn cũng tiêu mà xác cũng tiêu, hồn tiêu xác tiêu. Rồi bây giờ đọa vào đâu? Nhất đọa linh hồn cư thủy 2000 năm, nhị đọa linh hồn cư thổ 2000 năm, tam đọa linh hồn cư kim thạch 2000 năm, tứ đọa linh hồn cư kim thạch 2000 năm. Rồi ngũ đọa linh hồn là cư sinh vật, cư thảo mộc 2000 năm. Rồi mới là lục đạo linh hồn là cư nhân thể. Tất nhiên là trong khi đó là phải chuyển là 10.800 năm mới trở lại con người. Mà khi chúng ta trở lại là con người là 10.800 năm như vậy, rồi bây giờ thân xác của mình như thế nào? Có phải là miên quy không?
Chữ miên là lâu dài, mà quy là trở lại. Miên quy là lâu dài, lâu lắm mới trở lại một cái cuộc kỳ thi. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết chớ mong yên thử ẩm hàng. 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Là trong đó 10.800 năm như vậy là không có cửa có nhà gì hết. Không? Như thế bao giờ biết tỉnh tu. Hãm giam hồn xác trốn ao tụ. Làm bùn làm nước làm cây đá trơ trọi giữa trời gian kiếp thu. Hoặc giả là ra cho mạc ra nơi cây cọ. Trong bùn lầy hoặc chỗ nhúc nhơ sống trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn tự bao giờ đã mang. Khổ không? Vậy thì bây giờ đó là miên quy. Mà miên quy rồi bây giờ ba chữ sau đó là thố nhất kỳ. Thố tất nhiên là thi thố. Mà nhất kỳ tất nhiên là chỉ còn lần thi này thôi cô bác anh em trong đạo. Còn một lần này để thi thôi. Không còn lần nào để thi. Vậy thì bây giờ lần này lần thi sao? Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết vì thiên đình chưa mở hậu thi. Nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Là thiên đình chưa mở hậu thi, Đức Thầy coi như là mấy mà ra đời để cứu độ cho chúng sanh. Rồi bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ráng để mà tu để kịp kỳ thi. Có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là nếu chần chờ đức e trễ kỳ thi. Là nếu như chúng ta tu mà cứ chần chờ hoài đó là kỳ thi này trễ. Kỳ thi này là kỳ thi chót. Muốn nên phải gắn. Chiến đò chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ái ngại những gì. Lời khuyên của Phật mà dân di chưa làm. Vậy là kỳ thi này là kỳ thi chót. Kỳ thi này là kỳ thi cuối cùng. Mà nếu như chúng ta không thi, tất nhiên là trong khi đó là không biết chừng nào. Nên gọi là thố nhất kỳ. Thố là thi thố. Mà nhất kỳ tất nhiên còn một lần thi này thôi cô bác anh em chị đồng đạo. Thấy không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là hãy cố gắng thức dậy để mà làm bài, để mà thi. Là mê với tỉnh nhận ra là lý. Thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Mà Đức Thầy kêu gọi mình phải thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, mà mình cứ ngủ hoài rồi sao được. Phải không? Thưa cô bác anh em dùng đạo. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Tất nhiên lần này là chúng ta đừng để cho nó rớt nữa. Mà nếu như lần này mà để chúng ta mà rớt nó hen, tất nhiên là khi đó là chúng ta giọt lên nó khó lắm cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ coi như là thố nhất kỳ còn một lần này nữa thôi. Lần thi chót, lần thi cuối cùng. Lần thi này để cho chúng ta coi như là gặp được coi như là ông Phật, gặp được Thầy. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết sau này đến cái ngày đó chúng ta thi đó là chống chưa thùng, sĩ tử vẫn chờ trông. Tới chừng đó tất nhiên là tất cả chúng ta là sĩ tử, là đang làm bài, là đang cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, là đang làm bài đó. Là chúng ta tất cả người tín đồ Phật giáo hòa hảo đang tu là sĩ tử. Mà sĩ tử này bắt đầu là sau khi đó là trống bắt đầu tung tung tung. Thì bắt đầu là trong khi đó góp bài đó. Mà khi góp bài với bắt đầu cái ông Phật ông hỏi là thầy hỏi gì cho có cúng lại không? Nói dạ thưa thầy có. Có ăn chay không? Dạ có. Có niệm Phật không? Dạ có. Có làm lành không? Dạ có. Thì bây giờ có hết tất nhiên là chúng ta làm bài góp được. Phải không? Còn hỏi có ăn có cúng lại không? Dạ thưa thầy có, mà có bữa cúng bữa không. Điều găng cấm 8 câu bậc dạng chai 4 ngày mỗi tháng không ngơ. Ngày 2 thời cúng lại sẹt lơ. Mà nói chuyện cơ quyền bí. Cúng lại 2 thời không có, bây giờ làm thi cái gì? Phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là Đức Thầy bảo cho chúng ta cố gắng làm bài. Thức dậy mà chúng ta làm bài của bác anh em chân đạo. Làm bài đó là cúng lại, là ăn chay, là niệm Phật, là làm lành, là bố thí, là giữ giới đó. Cô bác anh em trong đạo là chúng ta làm bài. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khẩu mang tiếng cất là chống tùng tùng. Thì bây giờ chống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong. Trong ngóng mau mau thấy mặt rồng bản hổ, danh đề tên chí sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Là chúng ta khi đó làm bài được phải không? Mà nếu như chúng ta làm bài được thì được ghi tên son tại bản vàng, quý quá sánh hơn ngàn của thế. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta có của cải tài sản vật chất bao nhiêu đi chăng nữa, mà đến chừng sau đó mà chúng ta không được vào trong cái cuộc đó là chúng ta không được gặp thầy, không được gặp Phật. Mà họ hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa, mặt ta mới thảnh thơi chợ có hài. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ qua 4 câu mà được đồng đạo nêu lên là đại đạo giáo dân dân bất tri.
là cái ý câu đầu tiên là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là cái lời dạy dỗ của Đức Thầy mà chúng ta không hiểu và không có làm theo. Qua câu thứ hai đó là khai năng bạch pháp đại hà thi. Lời thuyết giáo của Đức Thầy là khai năng mà chúng ta cứ lần lỡ cứ chần chờ mãi tới chừng nào mà khi già khi tóc trắng mà chừng nào chúng ta mới làm. Qua câu thứ ba đó, công danh phú quý chung quần mộng, là Đức Thầy cho chúng ta biết công danh sự nghiệp là của cải tài sản vật chất của chúng ta, nhưng mà cuối cùng rồi cũng như giấc mộng, không có cái gì thật hết. Rồi câu thứ tư là Đức Thầy bảo cho chúng ta lần này là chỉ còn một lần chót thôi, để cho chúng ta tu, an ủi cho chúng ta lần này để mà chúng ta được gặp Phật, bằng không nữa là tiêu diệt hết rồi, không còn. Và còn một lần kỳ thi này là chúng ta còn phải cố gắng cúng lại, ăn chay niệm Phật, làm lành giữ giới, để sau này chúng ta thi để mà chúng ta được gặp Phật, gặp Thầy. Đó là cái điều mơ ước của Đức Thầy mà Đức Thầy cho chúng ta biết là ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm, phú thi an nhàn, rồi quân thần phụ tử vinh giang, hết lo cay đắng, khùng an phận khùng. Và đến đây xin hết đề tài này. Nam mô A Di Đà Phật.